soi kèo Qatar, Ecuador, trận khai mạc chọn chủ nhà. Lúc 23 giờ ngày 20 tháng 11, chủ nhà Qatar sẽ gặp Ecuador ở trận mở màn World Cup 2022. Dù có lợi thế sân nhà nhưng Qatar được xem là chiếu dưới ở trận này khi nhà cái châu Á ra kèo Ecuador chấp Qatar một phần tư. Không có gì ngạc nhiên khi Qatar được đánh giá yếu hơn Ecuador. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Ecuador đứng thứ 44, hơn Qatar đến 6 bậc. Thống kê của Transfer Market cũng chỉ ra sự chênh lệch giữa hai đội. Trong khi tổng giá trị đội hình của Ecuador là 146,5 triệu euro thì giá trị 26 cầu thủ Qatar cộng lại chưa đến 15 triệu euro. Ở đấu trường World Cup, Ecuador giàu kinh nghiệm khi từng ba lần hít thở không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, không tính World Cup 2022, trong khi Qatar là tân binh của giải đấu này nói một cách thẳng thắn, nếu không phải chủ nhà, chưa chắc Qatar vượt qua vòng loại khắc nghiệt của World Cup 2022. Khác biệt về kinh nghiệm có thể là một trong những yếu tố quyết định kết quả trận đấu ở mọi đấu trường, nhất là World Cup. Tuy vậy, có những lý do để đặt cửa Qatar trong trận khai mạc World Cup 2022. Qatar bước vào giải đấu bằng phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Ecuador chỉ thắng được 2 phần 10 trận đấu trong năm 2022. Ba trận gần nhất, đội bóng Nam Mỹ đều hòa 0-0, và cả ba đối thủ đều là các đại diện của bóng đá châu Á, Nhật Bản, Saudi Arabia và Iraq. Dẫu biết không thể dùng kết quả các trận giao hữu để đánh giá một đội bóng. Nhưng ít nhiều đó vẫn là một tham chiếu giúp Qatar có thể tự tin lịch sử cũng ủng hộ Qatar bởi trong lần gặp nhau gần nhất trong trận giao hữu vào năm 2018, đại diện châu Á quật ngã Ecuador 4-3. Đây là những cơ sở có thể giúp các cổ động viên Qatar tiếp thêm sự tự tin. Trong bốn trận gần nhất Qatar thi đấu có ra kèo, những người chọn Qatar đều giành chiến thắng. Trong khi đó, những người theo Ecuador chỉ thắng một kèo ở năm trận gần nhất của đội bóng này. Lựa chọn đội khách Ecuador chưa phải là quyết định an toàn với nhiều người. Ngược lại, khả năng chiến thắng kèo Qatar có thể lớn hơn. Theo Google, xác suất giành chiến thắng của Qatar trước Ecuador là 30%, hòa là 31% và thua là 39%. Ngược lại, Trang Sportmon lại có dự đoán khả quan về cơ hội chiến thắng của Qatar. Cụ thể, xác suất tỷ số 1, không nghiêng về Qatar là 14,13%. Đây cũng chính là tỷ số có xác suất xảy ra cao nhất. Tiếp đến là tỷ số hòa 1-1 chiếm 13,35%. Cuối bài, chuyên gia của trang này dự đoán, Qatar sẽ thắng 1-0. Tương tự, chuyên gia của trang Husko cũng có dự đoán nghiêng về kèo Qatar khi cho rằng hai đội sẽ hòa nhau 1-1. Một, một. Lựa chọn chuyên gia: Qatar ở 1 phần 4. Dự đoán tỷ số: 1-1.